Chào tất cả anh em của BN Gaming. Như vậy, các bản trải nghiệm của Riot về hai tựa game là Đấu Trường Chân Lý Mobile và Huyền Thoại Runeterra đã được trình làng trong thời gian vừa qua. Dù chưa chính thức ra mắt ở Việt Nam, nhưng hầu hết game thủ cũng đã được trải nghiệm thông qua một số thủ thuật. Ở những video trước, mình có đã hướng dẫn anh em cách để tải và chơi Đấu Trường Chân Lý Mobile và Huyền Thoại Runeterra ở server nước ngoài. Anh em nào chưa chơi được thì xem lại để về cài đặt và trải nghiệm nhé. Còn trong video lần này, mình muốn nói đến một tin tức quan trọng hơn về tốc chiến. Và Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến chắc chắn là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm và mong đợi của game thủ. Đặc biệt khi mới đây, cái tên thứ hai nằm trong bộ ba Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến là Đấu Trường Chân Lý Mobile và Huyền Thoại Runeterra đã được Riot Games bất ngờ tung ra tại thị trường Singapore. Và game thủ Việt cũng đã có cơ hội trải nghiệm sản phẩm này. Do vậy, hiện tại sự quan tâm dồn vào Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Có vẻ như bản thân Riot Games cũng đã có những bài vở để sẵn sàng tung ra tựa game này. Khả năng cũng sẽ bất ngờ như cái cách mà Huyền Thoại Runeterra và Đấu Trường Chân Lý Mobile được ra mắt. Tất nhiên với một tựa game quy mô lớn, không phải dễ dàng bằng cách tung lên mạng là có thể đến tay game thủ. Phải qua nhiều lớp kiểm duyệt ngặt nghèo từ hệ thống quản lý nhà nước tại các quốc gia cho tới các kho tại App Store và Google Play thì sau cùng mới đến được với người chơi. Giai đoạn đầu của một sản phẩm game mobile thường không số hiệu phiên bản trò chơi. Vì vậy, người dùng Apple không thể trải nghiệm và với Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến cũng có thể sẽ như vậy. Nói tới đây, anh em cũng có thể hiểu được rằng Riot đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đứa con cưng của mình được ra mắt trong thời gian sắp tới. Sau những lần rò rỉ hình ảnh về những bản test beta thì chúng ta có thể thấy được hầu như tất cả hình ảnh của game đã hoàn thành đến 90%. Vì vậy, hiện tại Tốc Chiến đang trong giai đoạn cuối cùng, giai đoạn mà hầu như tựa game nào cũng phải trải qua, thông qua những yêu cầu về giấy tờ pháp lý, quyền phát hành game ở các quốc gia v.v. rất nhiều. Dù chưa chính thức lên tiếng, tuy nhiên mới đây những thông tin mới cho thấy Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến đã hoàn thiện xong phiên bản trải nghiệm. Đây dự kiến sẽ là phiên bản đầu tiên ra mắt game thủ trên cả hai nền tảng Android và iOS. Theo như tìm hiểu của những trang tin tại thị trường Trung Quốc thì đã có một số người chơi đã có thể tiếp cận được phiên bản đầu tiên của Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến trên cả Android và iOS. Dù là vậy, nhưng khả năng cao thì hầu hết các tựa game khi phát hành đều ra mắt trước trên nền tảng Android và người dùng iPhone cũng sẽ thiệt thòi hơn một phần vì phải trải nghiệm sau. Vậy khi nào Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến mới chính thức được ra mắt? Hiện tại, phiên bản này đã hoàn thiện và đang trong quá trình chờ đợi xét duyệt từ phía Google cũng như là Apple. Và nếu như đúng với những gì mà Huyền Thoại Runeterra và Đấu Trường Chân Lý Mobile được Riot tung ra thì rất có khả năng Liên minh Huyền Thoại Tốc Chiến sẽ được bung lụa ngay trong thời gian sắp tới. Mà biết đâu sẽ trong tháng 3 này, như những lời đồn đại trước đó thì sao? Tất cả chúng ta hãy cùng chờ đợi. Như vậy, với hai sự bất ngờ trong hai lần tung bản nhân nhiệm Đấu Trường Chân Lý Mobile và Huyền Thoại Runeterra mà không báo trước trong thời gian vừa rồi thì anh em có thể tin rằng Tốc Chiến cũng sẽ ra mắt sớm trong thời gian sắp tới mà thôi. Bởi vì đối với một tựa game cần chất lượng tốt, đồ họa đẹp và tính chiến thuật cao như Tốc Chiến thì Riot chắc chắn sẽ cân nhắc khá nhiều sửa đổi trước khi mang bản chính thức đến với game thủ. Cảm ơn anh em đã xem video. Mọi đóng góp đề xuất anh em để lại dưới comment, mình sẽ giải đáp. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức mới nhất từ Tốc Chiến nha. Tạm biệt anh em.